Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của xe đạp Tâm Đức. Hôm bữa trước thì Duyên đã có lên cái con Chevaux Yama này rồi, thì ngày hôm nay Duyên quay trở lại. Và thật sự thì do bản thân Duyên đã rất là thích cái con xe này, nên ngày hôm nay thì Duyên sẽ làm một cái clip trải nghiệm chiếc xe Yama trên thực tế sẽ như thế nào. Và xin mời tất cả mọi người hãy đón theo dõi video này nha. Xin mời. Rồi, đầu tiên thì xin được điểm qua sơ bộ về chiếc xe này trước khi mà mời mọi người đến với trải nghiệm thực tế của nó. Thì chiếc Chevaux Yama này thì có khung sườn là khung sườn nhôm 6061 bền chắc. Và mọi người có thể thấy là nước sơn của nó cũng khá là đẹp. Phải nói là sơn bóng nè, rồi các cái tem được làm bằng màu đen khá là nổi bật trên cái nền màu trắng. Cái điều đó là cái điều mà khiến cho cái chiếc Chevaux Yama này nó dễ dàng lấy được cái ánh nhìn đầu tiên của người chơi xe đạp. Ngoài ra thì Duyên cũng thấy có nổi bật ở đây, đó là một cái tem size 48, khung sườn này là 48 nha mọi người, BAA. Đó là cái tem đảm bảo để xuất qua thị trường Nhật Bản. Dây thì đi âm sườn, ghi đông bổ tan khá là gọn gàng. Và điểm mà Duyên khá là thích ở đây là gì? Chính vì cái xe nó được thiết kế với những cái khung tròn nhỏ thôi, nhưng mà nó mang đến cho chúng ta cái cảm giác là nhẹ nhàng, êm ái và bền chắc. Rồi cái tay lái cũng đi cực kỳ gọn gàng luôn. Chúng ta sẽ sử dụng được là cái bộ Shimano Tiara 4700 ở đây. Giò dĩa nè, rồi cái giò đạp nè, cộng thêm cái xe này sẽ có là 2 đĩa và 10 líp. Như vậy là chúng ta sẽ có 20 dải tốc độ. Cùng với đó là sự an toàn đến từ cái phanh đĩa. Đó, mọi người có thể nhìn một cách tổng thể. Còn bây giờ thì Duyên xin phép là sẽ đạp chiếc xe này để cho có những trải nghiệm thêm. Bản thân của Duyên đang ngồi trực tiếp trên chiếc xe Chevaux Yama này. Thì cái cảm giác đầu tiên phải nói là khá phù hợp. Duyên cao 1m68 thì mọi người thấy khung size 48 là tương đối phù hợp để Duyên có thể sở hữu chiếc xe này. Ngoài ra thì chúng ta thấy là cái hình dạng ngồi nó cũng không bị quá mỏi mà cũng không bị quá chồm đến chiếc xe. Duyên có thể cầm nắm ở ghi đông hoặc là ở đây Duyên đều có thể cảm thấy là rất là thoải mái. Rồi bây giờ thì Duyên sẽ đạp xe để cho mọi người theo dõi coi cái trải nghiệm là như thế nào nha. Rồi xin mời tất cả mọi người. Thì thật sự ban đầu thì Duyên cũng nghĩ là xe khung nhôm nó sẽ không có đáp ứng được cái nhu cầu của mình. Tại vì dù sao một chiếc xe đạp road thì cũng bấm bụng để mua một cái dòng xe có khung sườn carbon thì nó sẽ dễ hơn. Nhưng ngày hôm nay khi mà đạp chiếc Chevaux Yama này á, thì Duyên đã có những sự thay đổi về cách nhìn nhận của mình. Cái sự mà lướt đi rất là nhẹ nhàng và êm ái luôn. Đây, lên xuống clip đây mọi người. Đó. Chúng ta sẽ có dùng cái tay lắc nên là chúng ta sẽ lắc trái lắc phải rất là nhẹ nhàng. Đó, êm ái lắm. Thật sự là một chiếc xe mà dưới 20 triệu mà có được những cái trang thiết bị như thế này, những cái trang thiết bị phụ kiện như thế này thì đúng thật sự là mọi người nên sở hữu cho riêng mình. Mọi người có thể nhìn ở bàn đạp nè, rồi cái cách mà Duyên di chuyển với chiếc xe trên đường thì phải nói là rất là êm. Một vòng lỏng thả rồi mọi người sẽ dừng lại để chúng ta có thể trao đổi nhiều hơn nha. Đây, Duyên sẽ chạy trước nha, bạn cameraman chạy sau nha. Phải nói là cái đoạn bo cua nãy không biết là cameraman có bắt được không, nhưng thật sự bo rất đã luôn mọi người. Gần như là cái người mình nó nghiêng một bên mà cái tốc độ cao vào lái thì rất là ổn, nên là không có sợ về cái chiếc xe này không đảm bảo. Thì hồi nãy giờ thì cũng Duyên có những cái trải nghiệm như thế nào về chiếc xe này thì Duyên cũng đã quay lại video rồi. Thì có một cái cơ hội để cho mọi người sở hữu ngay tại thời điểm cuối tháng 2 này và đầu tháng 3. Đó chính là bên Tâm Đức Cycles đang có một chương trình khuyến mãi rất là lớn đối với những dòng xe Chevaux. Và đặc biệt đó là chiếc Chevaux Yama này. Thì Duyên tin chắc rằng đây sẽ là một cái thời điểm cực kỳ phù hợp để nếu như ai đó muốn tìm một chiếc xe đạp mà có giá thành đâu đó khoảng tầm giá niêm yết nha mọi người là 17.600.000. Chắc chắn có một chương trình khuyến mãi rất khủng, nhưng mọi người hãy liên hệ với đội ngũ kinh doanh của xe đạp Tâm Đức để có thể biết chi tiết về cái chương trình khuyến mãi đó. Mọi người sẽ rất hời ở thời điểm này khi mua chiếc xe đạp Chevaux Yama này. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video clip và đừng quên nhấn like, share, subscribe cho kênh YouTube của xe đạp Tâm Đức nha. Xin cảm ơn.